chị một cốc, ít đường ít đá nhá. Ơ mẹ con uống à? Sao mua tới 3 cốc? Tất nhiên rồi. Mẹ á, mẹ cũng phải chiều bản thân mẹ, giống như hay tặng con trai chứ. Sao mẹ lại nói bố là con? Vì mẹ thích. Mẹ ơi, chú Nghiêm nhà cô Trang kìa. Có cả mẹ Nhím nữa. Cún, đứng đây con đợi trà sữa nhá. Mẹ sang gặp cô Đào chút. Vâng ạ. Đào! Đào ơi! Mày đi đâu ấy? Mày đi đâu ấy? Tao đón thằng Cún đi học về, nó đang hàng trà sữa kìa. Thế à, trùng hợp nhờ. Mày chưa trả lời tao, mày đi đâu ấy? À, tao đi gặp bà khách ở trong này. Khách á? Ừ. Khách nào? Đó, khách quen của quán. Bà ấy mua cặp dầu gội, tao mang qua cho bà ấy. À. Mà thôi, tao đi đón con Nhím đây không muộn. Thế nhá. Lúc nãy con nhìn thấy cô Đào với cả chú Nghiêm cùng đi ra từ quán cà phê không? Dạ vâng ạ. Hồi nãy con thấy, mẹ cũng thấy mà. Mẹ ơi, chú Nghiêm nhà cô Trang kìa. Mày đi đâu ấy? À, tao đi gặp bà khách ở trong này. Bà ấy mua cặp dầu gội, thế là tao mang đến cho bà ấy. À. Mà thôi, tao đi đón con Nhím đây không muộn. Này. Yên đi à? Nhím ơi. Đào đâu anh nhỉ? Đào nhà tôi mới nhận thêm khách, chắc là về muộn. Có việc gì không? Không, nhưng mà đồ là được. Không ạ. À, em về nhá. Này. Hey, mấy đứa? Hò hét ít thôi. Em dậy là bố không nấu cơm được đâu.